Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của CNTT Shop. Trong video này thì CNTT Shop sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình port channel trên Swift Ally Telesis. Trên Swift Ally Telesis thì chúng ta sẽ có hai mode chính, đấy là Static Mode và Dynamic Mode. Với Static Mode thì Swift sẽ không gửi các gói tin để trao đổi thông tin. Do vậy thì các bạn chỉ cần cấu hình một đầu Swift thôi là port channel cũng đã up rồi. Tuy nhiên thì nó sẽ chưa thông về network mà chỉ có interface up thôi. Chúng ta thường hay sử dụng để cấu hình xuống các server cài ESXi sử dụng standard switch hoặc nhiều ứng dụng khác không hỗ trợ LACP. Với dynamic mode thì switch sẽ sử dụng giao thức LACP. Khi đó thì các bạn cần có cả hai đầu đều chạy LACP thì port channel mới up. Còn khi cấu hình trên một switch thì port channel đó sẽ ở trạng thái down. Ok, ở đây thì mình đang sử dụng một mô hình đơn giản gồm hai switch Ally Telesis. Trên hai switch này mình sẽ đặt IP tương ứng để test kết nối thôi. Các cổng 1.0.1 và 1.0.2 trên hai switch mình sẽ cấu hình port channel 1. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cả hai mode đều sử dụng mô hình này luôn. Trên hai switch mình đã đặt IP cho interface VLAN 1 rồi. Khi chưa cấu hình port channel thì mình có thể ping được sang switch còn lại do các cổng này chỉ là cổng access VLAN 1 thôi. Giờ mình sẽ cấu hình port channel mode static trước. Các bạn vào interface range. Chỉ định static mode bằng lệnh static channel group. Mình sẽ sử dụng group 1 cho cổng này. Để kiểm tra thì các bạn có thể sử dụng lệnh show static channel group. Với mode static thì các cổng sẽ được ký hiệu là SA, phía sau là ID của port này. Sau này khi các bạn cấu hình cho port này thì sẽ sử dụng tên này. Với lệnh show interface SA thì các bạn có thể kiểm tra trạng thái cổng. Các bạn có thể thấy là cổng đã ở trạng thái up mặc dù mình mới chỉ cấu hình một đầu switch. Tuy cổng up rồi nhưng mình sẽ không ping được sang switch còn lại do là nó mới chỉ có một đầu up thôi. Giờ mình sẽ cấu hình switch còn lại. Bây giờ thì mình đã có thể ping IP giữa hai switch. Với mode static thì rất khó để chúng ta có thể xử lý sự cố do các switch sẽ không trao đổi các gói tin dạng keep alive hay là heartbeat để xác định tình trạng hai đầu link mà chỉ cần các member trong port channel up là port này sẽ up luôn. Tuy nhiên thì nhiều thiết bị hay là OS không hỗ trợ LACP nên chúng ta vẫn phải sử dụng rất nhiều trong thực tế. Tiếp theo mình sẽ cấu hình port channel mode dynamic. Mình sẽ xóa cấu hình vừa rồi đi nhé. Để cấu hình LACP thì lệnh trên Ally Telesis nó cũng giống hệt như trên Cisco thôi, vẫn là channel group 1 mode active. Để kiểm tra thì các bạn sử dụng lệnh show ether channel. Dynamic mode thì switch sẽ ký hiệu các cổng là PO, phía sau là channel ID. Với LACP thì cả hai đầu đều phải chạy LACP thì cổng mới up, còn khi mà cấu hình một đầu hoặc đầu còn lại không đúng mode thì cổng sẽ ở trạng thái down. Các bạn có thể thêm option detail vào sau câu lệnh show ether channel. Hai link đang ở trạng thái không đồng bộ. Mình sẽ cấu hình switch còn lại. Interface PO1 đã up.
Mình cũng ping được hai đầu suýt. Trạng thái của hai link đã được chuyển thành sync. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình port channel trên suite Ally Telesuite. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay là gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, các bạn cứ comment dưới video để mọi người cùng thảo luận và trao đổi kinh nghiệm với nhau nhé. Nhớ like, share và subscribe để ủng hộ mình ra thêm video mới nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.